chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Ngọc và Hường sẽ cùng nhau làm đẹp buổi tối trước khi đi ngủ nhá. Đầu tiên sẽ là công đoạn làm sạch cái làn da của mình với sữa rửa mặt cũng như là máy rửa mặt Pro Max của Laco nhá. Bơm một chút sữa rửa mặt ra máy, làm ướt mặt và bấm chế độ rung phù hợp. Chiếc máy rửa mặt Pro Max của Laco có đầu cọ silicone kháng khuẩn. Đầu cọ silicone mềm mại cong được 30 độ, giúp lấy đi những bụi bẩn, da chết, mụn ẩn, mụn cám sạch sâu hơn gấp nhiều lần so với việc là mình dùng bằng tay không để rửa mặt. Xong rồi, làn da đã sạch rồi và bây giờ thì sẽ đến công đoạn là chúng ta sẽ cho làn da ăn, cung cấp dinh dưỡng với mặt nạ dưỡng da của Laco nhé. Với chiết xuất từ ngọc trai, nhân sâm và hoa hồng, trời ơi, sau khi dùng xong phải nói là phê vãi trưởng luôn ý. Làn da được cung cấp độ ẩm này, sáng da này và làm mờ những vết thâm, nám, tàn nhang, cực kỳ hiệu quả. Và đây là một chiếc máy rất là thần kỳ. Mặt trước thì chúng ta sẽ có những cái lông chải silicone như này để rửa sạch cái mặt của mình. Nhưng mà mặt sau thì sẽ có những cái vân rãnh để giúp chúng ta đẩy tinh chất tốt hơn. Và trong trường hợp này là sẽ đẩy tinh chất cho những cái sản phẩm dưỡng da mặt nạ của Laco nhá. Và bây giờ chỉ cần bật lên là nó sẽ có 9.000 nhịp rung và sẽ đẩy tinh chất rất là sâu vào làn da của chúng ta. Và các bạn có thể là xoay ngược nó lại. Đây là một cái đầu nâng cơ cực kỳ thần thánh này. Nó sẽ ôm sát vào cái khuôn mặt của chúng ta và giúp chúng ta là nâng cơ nhá. Và từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên nha mọi người nha. Từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Và đi vào những cái rãnh mắt này, khóe mắt này. Đó. Xong rồi, và bây giờ thì làn da đã sạch sâu và căng bóng. Làm đẹp này, có chị có em thật là sung sướng các chị em ạ. Và nhớ phải chăm sóc làn da của mình thật kỹ trước khi đi ngủ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.